Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Dàn thí sinh dự sơ khảo Hoa hậu Việt Nam. Các thí sinh được nhận xét có ngoại hình đồng đều tại buổi sơ tuyển Hoa hậu Việt Nam vào sáng ngày 29 tháng 9. Á hậu Thụy Vân cho biết đóng vai trò truyền cảm hứng để các thí sinh bớt căng thẳng khi nói chuyện với các giám khảo. Hàng trăm thí sinh dự vòng sơ tuyển với phong cách ăn mặc trẻ trung. Doãn Hải My, một trong số ứng viên sáng giá của Hoa hậu Việt Nam 2020, nhờ nét đẹp Hà Nội thanh lịch, thành tích học tập tốt, cô cao 1m73, số đo 805692. Trong ngày sơ khảo, cô gái 19 tuổi chọn váy form dáng quả chuông để tóc uốn xoăn, tôn lên vẻ nữ tính. Phạm Diệu Linh cũng là một trong những thí sinh gây chú ý từ vòng hồ sơ. Cô là người mẫu tự do ở Hà Nội, có gương mặt nhiều nét giống fashionista Châu Bùi, người đẹp sinh năm 1998, cao 1m67, số đo 3 vòng 816590. Phan Anh Thư thu hút với nụ cười rạng rỡ. Thí sinh Lê Nguyễn Trà My, Võ Thị Ý Nhi sinh năm 1999, Hoa khôi Đại học Huế 2020, chọn áo dài truyền thống. Phạm Thị Hà Thì sinh năm 2001, là sinh viên năm nhất Đại học Aramus University thuộc Rotterdam, xếp hạng 197 trong top đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng của QS Global World Ranking. Vì dịch, cô về nước tiếp tục học online, sau đó đăng ký thi Hoa hậu để thêm trải nghiệm sống và rèn luyện các kỹ năng mềm. Thí sinh Vũ Mỹ Ngân phối phụ kiện cùng tông với trang phục. Kết quả buổi thi được công bố vào tối nay. Các thí sinh được chọn sẽ cùng 30 cô gái miền Nam vào vòng bán kết diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đỗ Mỹ Linh diện xui tím phong cách men sway khi ngồi ghế nóng. Hoa hậu Việt Nam đang bước sang mùa thứ 16, là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia dành cho nhiều thiếu nữ là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 tới 27 tuổi. Người đăng quang sẽ đại diện Việt Nam thi Miss World 2021. Vòng chung khảo ở hai miền Nam và Bắc được gộp thành bán kết vào tối ngày 10 tháng 10. Từ đó chọn ra các thí sinh và chung kết ngày 21 tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.